Á hậu vừa bị bắt vì tham gia đường dây bán dâm khủng nhất Việt Nam, giá 25.000 đô một lượt là ai? Mới đây, thông tin phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mại dâm ngàn đô quy tụ nhiều chân dài, MC nổi tiếng gây chấn động dư luận. Trong số người đẹp bị bắt quả tang bán dâm tại trận có TD, từng đoạt giải Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp. So sánh với cô gái đang giải trình ở trụ sở công an, cư dân mạng tìm ra những chi tiết trùng hợp để nghi ngờ Á hậu Thư Dung có liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, phía người đẹp khẳng định tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Liên quan tới nghi án Á hậu Thư Dung bán dâm ngàn đô, lại thêm một tình tiết mới xuất hiện và nhận được sự quan tâm của công chúng. Thông qua fanpage chính thức, ban tổ chức cuộc thi Miss Eco International, Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2018 tuyên bố tước ngôi vị Á hậu của ba người đẹp Việt Nam. Trong thông báo đặc biệt quan trọng phát ra, sự việc Thư Dung bị tước danh hiệu được lý giải do vi phạm điều khoản của tổ chức Miss Eco International. Vào chiều ngày 6 tháng 9, ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 cũng ra quyết định thu hồi danh hiệu Á quân 1 của thí sinh Nguyễn Thư Dung. Lý do tước danh hiệu mà đơn vị tổ chức đưa ra là Thư Dung thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt Tình Cốc Đà Lạt. Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ đơn vị tổ chức nhận được thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật đang bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý của người đẹp này. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.